bắt được rồi, cô là ai? Tôi là Elfie. Hồ Tí. Là nàng tiên á? Thời buổi đi mà còn thần tiên gì nữa, tôi là Tí hả? Ta tưởng Tí Hon chỉ trong truyện thần thoại. Ông thả cô ra ngay, chúng tôi có hộp diêm trong tay và chuẩn bị khai quả đó nghe. Elfie, cháu sẽ không bao giờ trở thành một Tí Hon thật sự. Tính tới giờ mọi nỗ lực học nghề của cháu đều thất bại một cách thảm hại. Mình sẽ tìm con người có thể dạy nghề cho mình, rồi sẽ không còn ai đánh giá thấp mình nữa. Giá cái gì anh Trang hả? Anh có một tuần để trả lại tiền cho tôi. Nếu không, căn nhà sẽ thuộc về tôi và anh phải cứu cô ra đi. Tôi sẽ mất hết mọi thứ. Không lý do gì phải sợ cái tên đó. Chuyện nhỏ mà, ông chỉ cần dạy tôi cách làm bánh thôi. Sao mà cô không biết làm bánh à? Ừ, nhưng mà kệ đi, chắc là không khó gì đâu. Tôi sẽ xử lý vụ này nhanh gọn lẹ thôi. Đừng! Sạch sẽ đẹp đẽ rồi ha. Xoẹt một cây. Giúp đỡ mọi người là mục đích thật sự. Tí Hon chúng ta là người duy nhất có thể cứu được chị Bách. Anh có tình trạng can anh không? Đừng làm vậy. Tí Hon, Hậu Đậu. Cái này đã làm gì ta? Ôi trời ơi. Khởi chiếu 7 tháng 8 2020.